Xin chào bà con, chào các quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, Văn Báu muốn tâm sự với bà con về những cái công việc làm của mình. Một cái điều quan trọng nữa là muốn nói thêm về sức khỏe. Như chúng ta đã biết, đã có sức khỏe tốt, đầu óc minh mẫn thì làm cái việc gì chúng ta cũng dễ dàng thành công, phải không ạ? Đấy, anh em diễn viên chúng tôi thì cũng vậy thôi ấy. Thế nhưng mà lên sân khấu hay là trên màn ảnh nhỏ ở chỗ trường quay thì nói cười thì vậy thôi, nhưng thực chất cái bản chất công việc của chúng tôi thì cực kỳ là vất vả. Chúng tôi gọi là lao động nghệ thuật, chứ không phải là làm nghệ thuật đâu, mà là lao động nghệ thuật theo đúng nghĩa của nó đấy ạ. Nghĩa là gì? Là sáng thì bảy mát đã đây rồi, thế và khoảng độ 9-10 giờ đêm, thậm chí có thể 1-2 giờ sáng thì mới về đến nhà. Thế mà khi đã nhận chương trình, đã vào các cái CD quay rồi thì có thể kéo dài hàng 2-3 tháng. Công việc thì rất là vất vả. Còn ăn uống thì khỏi phải nói rồi. Có khi 1-2 giờ trưa mới được ăn cơm sáng, đúng không ạ? Thế rồi thì đến 9-10 giờ tối thì mới được ăn cơm chiều. Đó. Cái sinh hoạt nó đảo lộn như thế. Thế rồi thì áp lực công việc. Thế cho nên một thời gian tôi cũng đã bị áp huyết. Thế rồi thì tiền đình, máu nhiễm mỡ. Thế và tôi cũng đã xuống uống một số loại thuốc của Tây Y. Thế và thêm một vài những cái sản phẩm khác nữa. Thế nhưng mà khoảng 2 năm trở về đây thì tự nhiên mắt tôi nó cứ mở dần đi. Thế rồi thì cái cảm giác, cái cơ thể của mình ấy, đôi khi nó thế nào nhỉ? Nó không được chuẩn xác. Có nghĩa là khi mà rời người ta lạnh thì người ta mặc quần áo ấm thì mình lại ăn mặc rất là phong phanh. Đấy, hoặc là ngược lại. Có nghĩa là cái cảm giác nó bị đảo lộn đi. Mà cái điều quan trọng nữa là cái chân tay lúc nào nó cũng đau mỏi, tê bì, rất là khó chịu. Thế thì rồi thì công việc thì nó cũng cuốn đi. Thế rồi thời gian thì cũng qua đi. Thế rồi thì tôi cũng, mình cũng chỉ nghĩ rằng là có lẽ cái tuổi già thì nó thế thôi. Thế nhưng mà chính vì những cái triệu chứng mà mình cứ thấy rằng là càng ngày nó càng nặng lên như thế. Và tôi đi khám bác sĩ thì bác sĩ chuẩn đoán là tôi bị tiểu đường, mắc bệnh tiểu đường. Và đường huyết của tôi là từ 10 đến 12 mmol. Và bác sĩ cũng khuyên tôi là nên điều trị sớm, điều trị kịp thời. Bởi vì nếu không ấy, thì tôi sẽ phải thường xuyên tiêm insulin để điều trị bệnh. Nếu không ấy, thì nó sẽ dẫn đến những cái biến chứng sẽ rất là phức tạp trong cái bệnh tiểu đường. Ôi trời ơi, ai mà đã bị bệnh tiểu đường này rồi thì mới hiểu được những cái nỗi khổ của bản thân của những người mắc bệnh tiểu đường. Và những người gia đình có người thân mắc bệnh tiểu đường, ăn uống sinh hoạt tất cả mọi cái nó đảo lộn hết cả. Còn đương nhiên khi bản thân tôi đã nghĩ là mình đã mắc bệnh tiểu đường như thế thì vô cùng là lo lắng và buồn phiền. Mắt thì kém đi rồi, sức khỏe cũng kém đi rồi, ăn ngủ cũng không ngon lành được nữa. Thì tôi hỏi rằng làm sao mà mình có thể đảm đương đến những cái công việc nữa. Thế nhưng cũng rất là may, qua tìm hiểu, đọc trên đài, trên báo rồi thì anh em bạn bè giới thiệu cho tôi một cái sản phẩm và bản thân họ cũng đã điều trị và đã điều trị rất hiệu quả. Thì đó là cái sản phẩm viên sủi Hippoly này. Và hôm nay tôi muốn giới thiệu với quý vị. Đấy. Cũng nhờ cái viên sủi Hippoly này, bởi vì nó chỉ là cái thành phần đông y thôi, nhưng nó lại có một cái hay là ta không phải đun nấu xác sức gì lôi thôi cả. Nếu mà ta đi xa thì có thể sẵn sàng mang đi theo, rất tiện dùng và dùng đúng cái liệu trình của nó. Và sau khi mà tôi dùng liệu trình đủ 4 hộp này của cái giai đoạn đầu thì tất cả các những cái triệu chứng mà mình đã mắc trước kia ấy, thì bắt đầu nó cứ giảm dần đi. Tôi ngủ, ăn uống tốt hơn rất nhiều. Thế rồi cái hiện tượng tê bì chân tay thì cũng đã giảm hẳn, và mắt thì bắt đầu cũng đã sáng dần lên. Đương nhiên thì tin tưởng với cái sản phẩm này và tôi tiếp tục mua thêm một cái liệu trình nữa.
Và sau khi sử dụng thêm một cái liệu trình nữa và đến khám bác sĩ thì bác sĩ cũng rất là ngạc nhiên, nói rằng là bây giờ thì cái đường huyết của tôi ấy, bây giờ giảm xuống chỉ còn từ 6 đến 7 mmol thôi. Có nghĩa là bắt đầu dần dần đã đi vào một cái trạng thái ổn định. Thế và cho đến nay thì vì tin tưởng với những cái sản phẩm như thế này, kết hợp với lại ăn uống, sinh hoạt và làm việc nó có điều độ hơn, chăm chút đến cơ thể mình hơn, thì cho đến nay cái đường huyết của tôi đã ổn định. Và mừng nhất là không có những cái biến chứng của cái căn bệnh tiểu đường sang những cái bộ phận khác của cái cơ thể mình. Thế nhân đây thì cũng muốn tâm sự và cũng trao đổi với bà con như thế, và giới thiệu với bà con là những ai mắc cái căn bệnh tiểu đường này thì hãy nên tin dùng cái sản phẩm viên sủi Hippoly này, cực kỳ hiệu quả và rất tốt cho cơ thể, lành tính và không gây những tác dụng phụ. Xin chúc mọi người nên tìm mua và sử dụng hiệu quả và thành công. Xin tạm biệt các quý vị.